cho tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với này The Kid. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái video ăn sập cái quán của anh nè. Hai anh đã chuẩn bị tâm lý để mà nướng sập cái quán cho em ăn chưa? Giờ mình sẽ ok, anh sẵn sàng rồi. Ở đây thì chúng ta menu rất là phong phú, có tôm nướng, có chân gà, rồi có mực nướng, mực xào, nói chung là mọi thứ rất là nhiều. Nhưng mà ở đây thì nãy giờ anh báo hết chân gà đó, thực sự là mình có dặn ảnh là hôm nay nhớ chưa chân gà, cho nên là nãy giờ khách tới kêu bao nhiêu anh cũng báo hết chân gà hết rồi, chỉ chừa cho mình thôi hết. Thật là tuyệt vời. Nói chung là có một cái sự ảnh hưởng thì cũng được ưu tiên chứ nhỉ. Ok, vô bàn thôi. Nè, kéo cả dòng cả họ đi ăn luôn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Nani Nạc Kit. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với NYN Kit. Nani Nạc Kit đó thì các bạn. Ăn sập quán nướng siêu ngon quận 11. Các bạn có thấy mình vừa liên qua cách đây 2 giây đó, chính là đồ ăn của mình, của nguyên cái bàn mình. Tại vì cái chỗ này á, khi mà mình đi ăn thì khi mà mình kêu rồi thì người ta mới bắt đầu nướng. Đó, thì đây là có mấy phần tôm, cây hồ lô, rồi mực, chân gà. Anh Lâm bình thường ở đây mình mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ anh? Từ 6 giờ đến tối em. Có 6 giờ đến tối khuya luôn rồi. Đúng rồi. Ví dụ mình còn khách thì mình cứ bán. Dạ. Còn ví dụ mà khách còn hết cỡ 11, 12 giờ. À thương khách lắm nha quý vị, đồng hành cùng khách từ thứ thế mình ăn từ sáng tới chiều. Cái quán này là cái quán mà nhà mình thường hay ăn nhất. Có thể có khi là cả tuần, một tuần có 7 ngày mà hết 2 ngày, kiểu tuần nào cũng đi ăn á. Ở đây là số mấy anh? Cái này là số mấy? 74 đường số 9. 74 đường số 9, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11. Team của tụi mình hay là đây ăn lắm. À bạn nào có lại đây ăn thì coi chừng gặp chúng tôi nha, coi chừng gặp chúng tôi đó. Đây các bạn vừa thấy một dẫn phẩm, một cái vật phẩm gì các bạn biết không? Nó không phải là bắp xào mà dạng cây đâu các bạn, mà nó là răng mực. Nó là răng mực. Răng mực là răng mực xào bơ. Mà răng mực là gì chị? Răng mực đó là trong mỗi con mực nó chỉ có một cái răng mực thôi. Thay vì người ta ăn mực, người ta sẽ không ăn mực đúng không? Người ta sẽ dục các bạn cái răng đó đi. Rồi cái này mình lượm lại. Người ta ăn mực, người ta không ăn mực, có thể hiểu. Không phải người ta ăn mực mà người ta không ăn răng mực. Nên là cái răng mực người ta sẽ dùng. Xong rồi mình lượm lại cái răng mực này để mình đi xào bơ mình ăn. Thì bình thường cái này á mình sẽ ăn với cái bánh tráng mà giống cái bánh đa phải không vậy? Bánh đa. Bánh đa. Nhưng mà hôm nay là ngoại lệ, không có bánh đa cho nên mình sẽ ăn với bánh mì. Dưa leo. Và dưa leo. Và cái nước sốt này á nó rất là ngon, nó cay cay ăn rất là đã. Cay hay không là tùy theo mình gọi. Tùy theo mình gọi nữa. Nhưng mà thường không cay thì không ngon. Không cay nó sẽ rất là ngán, thà chịu khó ăn cay nhưng mà nó sẽ ngon hơn. Đúng cái chủ đề ăn uống của nó, cái nó ăn dữ mà bình thường đi ăn nó không chịu ăn. Đúng tủ là mới ăn dữ rồi. Nói chung là mình đang ăn thì đúng là mình ăn mình cảm thấy nó hơi ngọt, chưa có quá cay. Bù với lại quay phim rất là chảy nước miếng. Nhưng mà mình ăn hết đi để đừng bắt chảy nước miếng. Thích ăn cái này, cắn giòn giòn đã vậy thôi, không có ngán luôn á. Hồi đó là trước khi mà mình ăn được cái món này á là tụi mình đi ăn cũng cả chục lần, lần nào cũng vậy. Trước khi trong khi mình chờ đồ nướng á thì chị Ngọc sẽ kêu cái răng mực này ra để ăn trước, tại vì nó sẽ có rất là nhanh. Mà mình thì mình bị khó ăn á, cho nên mình rất là thiệt đòi ai ăn ăn. Chị Ngọc kêu ăn đi, trời ơi ngon lắm, không ăn đâu, cái này thấy đều nhèo quá. Dạ, và sau vài lần đi ăn thì đã bị ghiền. Bởi vì ghiền. Có khi ăn trên bầu trường tao ăn bún thì ngập cho cái băng đó là qua hết rồi. Chị bỏ cái tay ra đi. Chị đây là bạch tuộc xào, hồi nãy nó lộn mực xào. Cái này là món mà tụi mình mới phát hiện, mấy nay tụi mình toàn ăn mực nướng không à, không có ăn mực xào. Có lần trước thì chị lại mực bạch tuộc. Cái này là bạch tuộc. Trời ơi, răng này bị não là cá răng mực cái gì á. Còn cái này là bạch tuộc. Đúng không anh? Đâu phải là răng bạch tuộc đâu đúng không? Răng bạch tuộc, cái này là mực. Đó thấy chưa? Sai quá sai, dạ em xin lỗi cả nhà yêu dạ. Hỏi chứ nhiều. Hỏi chứ sao má? Sao má? Trời ơi. Vô đây bạch tuộc với mực. Ủa làm vậy? Ai chơi? Ổng tin luôn á. Anh có biết tại sao cây là màu
xăm. Dịp anh lúc có biết tại sao? Sự kết hợp huyền bí. Này là một cái sự kết hợp rất là hay, răng mực và bạch tuộc. Không biết ăn cái này sống nổi qua cung trăng hay không nữa. Ăn xong bay qua quận cam luôn. Ủa, ở Sài Gòn có quận cam không ta? Có, quận Sài Gòn có rẻ một cái quận. Rồi là quận cam. Bên đó có một cái giờ rất là đặc biệt. 1 giờ sáng bằng 5 giờ chiều. Những cái quận khác nó hay ho vậy chị. Quận cam người ta nói tiếng Khmer. Mình nói tiếng Khmer em nhỉ. Em mới tới học kênh này đúng không? Món nào ra là hết món đó liền luôn. Đây là một đống tôm, đây là hai phần tôm, của mình. Đây là tôm ít cay nha, chứ bình thường tôm nó tôm nướng cay lắm, rất là thơm. Cái này hình như tôm không có mùi tôm phải. Tôm không có mùi tôm mà. Vậy kẹo nghệ có mùi nghệ không? Đương nhiên là không rồi. Mọi thứ bây giờ từ khi mà sau cái khi cái live stream nó lên là mọi thứ đều không có mùi của nó. Em không có mùi nữa. Em không có mùi em. Cái này nó có dính vào người không ta? Cái này hình như đâu có dính vào người đúng không? Thấy chui không ra. Bớt sạp đi mấy bác. Bây giờ ăn. Không giờ còn hơi nóng lắm, đợi xíu. Chờ 30 giây. Bây giờ mình sẽ ăn tôm. Trước khi ăn mình sẽ xử cảm nó. Hatsuki. Yeah. Nhân tùm lum la. Nhân lum la tụ ngậm dữ. Con tôm này người ta nướng, người ta ướp sạch gia vị bên ngoài, ăn là phải ăn luôn vỏ. Lột vỏ ra ăn tôm luộc hả? Em có ăn rồi nha. Em có ăn rồi nha. Bớt bắt bẻ lại. Sắc ở trong người ta cũng thấm rồi, thấm gia vị rồi. Đùa. Chưa đợi xíu. Đó vừa miếng vỏ lại cho ông quay phim ông bớt bắt bẻ. Vừa miếng tôm ngon. Đây là bạch tuộc nướng nè, không phải mực nữa, không phải mực, đây là bạch tuộc nướng. Chân gà này nhi, chân gà đi. Chân gà này là mỹ vị nhân gian. Mỹ vị nhân gian. Nè ăn tự nhiên, giống như da gà vậy đó. Yến Nhi chưa bao giờ ăn chân gà nha quý vị. Diễn diễn sao vậy? Đến diễn sao nhưng mà tự nhiên nó bị dịch nhưng mà thấy sao ngon chứ bộ. Lúc mày gọi đó của tao đó. Cái lò bắp này nướng vừa chín tới hay là nó mềm? Dạ, lại lố em lại lố. Ra là cái chân gà này là đặc sản ở quán này. Rất là giòn, vừa cay vừa giòn, ăn rất là đã. Nhìn mình kêu ra vậy thôi là biết là có ngon hay không. Tại vì ăn ở ngoài á, cái da này, da gà nó rất là mềm. Chứ không phải da rà nha, da gà. Bầu quảng cáo, thời trang là rà. Ok, giờ xong xuôi hết là non ơi. Trời, bữa nay ăn đúng đã. Cái gì cũng gấp đôi lên những ngày thường hết trơn. Và ok, thì mình đã hoàn thành xong video đi ăn cái quán đồ nướng rồi. Và nếu các bạn có cơ hội đi ngang đây thì nhớ ghé số 74 đường số 9 cơ sở Bình Thới nha. Phường 8 quận 11. À đây, trời ơi, có luôn. Rồi ok, nhớ rồi. Các bạn nhớ đến đây nha, biết đâu là trên đường đời tấp nập ta vô tình đập mặt vào nhau là có khi đi ăn là gặp tôi đó nha mấy má. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share, subscribe, điểm lại The Kids sẽ có nhiều video mới nữa nha. Bye bye. Đừng quên nhấn cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi Nhi ra video mới nha.